Bước trượt dài của phóng viên Trần Thị Tuyết Diệu. Ngày 21 tháng 8 năm 2020, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của bị can Trần Thị Tuyết Diệu, sinh năm 1988, trú thôn Xuân Thạnh 1, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tốt nghiệp khoa báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2011, Trần Thị Tuyết Diệu được nhận vào làm việc tại Tòa soạn báo Phú Yên. Hơn 6 năm công tác với vai trò là phóng viên, nhưng thật ra Diệu chẳng viết được bài nào nên hồn. Thế nhưng Diệu lại rất siêng năng lên mạng xã hội để tìm hiểu những thông tin giật gân, xấu, độc. Và rồi, từ một phóng viên cơ quan báo đảng, Diệu chuyển sang thường xuyên viết bài đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin có nội dung trái với quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, công khai ủng hộ tư tưởng của Nguyễn Viết Dũng, sinh năm 1986, tại Nghệ An, tức Dũng Phi Hồ, là đối tượng cơ hội chính trị, từng bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 12 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng và Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 6 năm tù giam về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cuối năm 2017, Tòa soạn báo Phú Yên đã quyết định thi hành kỷ luật Trần Thị Tuyết Diệu bằng hình thức buộc thôi việc. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có quyết định thu hồi thẻ nhà báo đã cấp cho Trần Thị Tuyết Diệu, nhưng Diệu cố tình không giao nộp để trưng lên mạng lòe thiên hạ. Trở về quê, Diệu sống biệt lập, không quan hệ tiếp xúc với ai ngoài bố mẹ già. Thời gian này, Diệu thường xuyên viết bài đăng tải, bình luận, chia sẻ những bài viết có nội dung nói xấu chế độ, chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lãnh tụ và lực lượng công an. Công an huyện Tây Hòa đã nhiều lần gửi giấy triệu tập, nhưng Diệu đều không hợp tác. Ngược lại, còn sao chụp, đăng tải hình ảnh những giấy mời của cơ quan công an lên Facebook để thách thức dư luận với những lời lẽ hàn học, bất chấp pháp luật. Không thể tiếp tục ngồi không ăn bám bố mẹ già, đầu năm 2019, Diệu khăn gói vào thành phố Hồ Chí Minh xin việc làm tại một công ty du lịch. Trên trang Facebook tài khoản Trần Thị Tuyết Diệu, journalist, liên tục đăng tải, chia sẻ những bài viết, hình ảnh có nội dung nhạy cảm, phức tạp. Không dừng lại ở đó, đầu tháng 7 năm 2019, Diệu tự lập kênh Tuyết Diệu Trần trên YouTube, phát trực tiếp vào các buổi tối hàng ngày với nội dung tổng hợp các tin tức thời sự cổ suý cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Riêng tối thứ Bảy có chuyên mục Người truyền cảm hứng, việc truyền cảm hứng nhằm giới thiệu những phần tử có tư tưởng, việc làm cổ suý cho tự do, dân chủ. Kênh YouTube Tuyết Diệu Trần đã đăng tải hàng chục video với những thông tin bịa đặt được lượm lặt trên các trang mạng phản động, lồng ghép những bình luận một chiều, ngụy biện nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, hướng cho người xem nghi ngờ, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Đám dân chủ trong và ngoài nước được dịp để tán phát kích động phần tử cơ hội chính trị, điên cuồng chống phá Đảng, Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của bố mẹ, người thân trong gia đình, của những người có tâm huyết nên quay đầu là bờ. Nhưng dường như những lời cảnh tỉnh đó chẳng có tác dụng gì, ngược lại được sự hỗ trợ, cổ suý, tâng bốc của những phần tử phản động. Hàng ngày, Diệu vẫn như con thú điên cắn càn vào thành quả của cách mạng mà dân tộc Việt Nam đã đổ biết bao nhiêu xương máu để giành được độc lập từ tay giặc ngoại xâm. Để rồi cuối cùng, kẻ tâm thần chính trị như Trần Thị Tuyết Diệu phải đối diện với sự phán xét của pháp luật